Theo kết quả giám sát của thường trực hội đồng nhân dân, dân thành phố Đà Nẵng, thời gian qua nhiều dự án đầu tư công của thành phố chậm trễ, liên tiếp điều chỉnh tăng vốn. Cụ thể, tuyến đường trục 1 Tây Bắc, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A đã tăng vốn từ 273 tỷ đồng lên 376 tỷ đồng. Đường Vành Đai phía Tây, sau hai lần điều chỉnh, vốn tăng từ hơn 85 tỷ đồng lên 359 tỷ đồng. Đường vành đai phía Tây 2 dự kiến chỉ 87 tỷ đồng, nhưng bây giờ tăng lên 1.800 tỷ đồng. Nhiều nguyên chân được chỉ ra, trong đó việc dự án đội vốn là do xác định khái toán kinh phí đền bù, tái định cư, bước lập chủ trương đầu tư dự án còn sơ sài, chưa chặt chẽ, chưa sử dụng các cơ sở dữ liệu về đất đai, dân cư, đo đạc. Giai đoạn 2016-2020, Đà Nẵng có 76 dự án mang tính động lực trọng điểm cần tập trung triển khai. Tuy nhiên đến nay mới có 7 dự án và một dự án thành phần hoàn thành.